Rất cảm ơn và kính chào quý vị đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Gần một tháng kể từ ngày 10 ngôi nhà tại thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị cơn đại hồng thủy ở sông chảy nuốt chửng, nơi đây còn lại là một đống hoang tàn. Những người may mắn thoát nạn đang phải ở nhờ nhà người thân hoặc lán dựng tạm, họ vẫn bàng hoàng và không tin gia đình bị mất trắng tài sản chỉ trong vài phút. Là một trong những người may mắn và đang sống tại lán ở tạm, cách nhà khoảng 500 mét, chị Hoàng Thị Mến, chú thôn kho vàng nhớ lại. Khi nước lũ tiếp tục lên cao, gia đình chị phải hốt hoảng tháo chạy. Chị nói, gia đình tôi có 5 người, vợ chồng tôi mỗi người cõng một đứa con, đứa còn lại tôi gọi người bên ngoài vào hỗ trợ cõng ra khu vực trường học để trú ẩn. Khi vừa đi qua nhà khoảng vài mét, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ to như quả bom thì tưởng thủy điện bị vỡ đập, nhưng trời tối nên không nhìn thấy gì. Sáng hôm sau, nước đã rút, chị Mến trở lại ngôi nhà thì thấy đồ đạc đã hỏng hết vì ngập nước. Đường xá bị phá hủy, người dân bị cô lập trong hoàn cảnh không có điện, không có sóng, nên chỉ đi bộ gặp nhau mới biết mình còn sống. Trong tâm trí của chị mến, cơn lũ vừa qua để lại sự ám ảnh kinh hoàng không chỉ đối với chị mà với tất cả người dân thôn Kho Vàng, bởi từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ chị chứng kiến đợt mưa lũ khủng khiếp như vậy. Một trong những trường hợp không may mắn, cơn lũ ở sông chảy đã cướp đi chồng và cuốn trôi ngôi nhà của gia đình chị Lý Thị Tòng 33 tuổi. Giờ đây, bốn mẹ con chị chỉ biết nương tựa vào nhau sống qua ngày. Nỗi đau của chị Tòn càng nhân lên gấp bội khi chồng và bố cũng ra đi mãi mãi sau cơn lũ dữ. Thi thể anh Bàn Văn Tiến, 35 tuổi, chồng chị Tòn đã được tìm thấy ở Yên Bái, cách nhà 150 km. Kể từ khi xảy ra biến cố đến nay đã gần một tháng, nhưng chẳng đêm nào chị Tò ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của người chồng lại xuất hiện trong đầu chị. Chị kể, cả quả núi ở xã Nậm Lúc đổ xuống sông kêu to như tiếng mìn nổ. Nó nắn dòng nước lũ chảy thẳng vào nhà tôi, cuốn phăng đi chồng, bố chồng và ngôi nhà. Lúc đó gia đình tôi đang trú ở nhà chú trên đồi nên thoát nạn. 15 phút sau tôi chạy xuống nhà xem thì không nhìn thấy cái gì cả. Tôi muốn tiến đến gần hơn nhưng chân tay bùn rủn, tức ngực và khó thở, chân không bước được nữa. Chị xót xa kể, hai vợ chồng cũng dự định năm nay sẽ bán đồi quế để lấy tiền xây một ngôi nhà ở riêng cùng các con. Nhưng dự định mãi là dự định, chị nói. Anh nói năm nay sẽ làm nhà, gia đình năm người chúng tôi sẽ ra riêng, các con sẽ hạnh phúc trong một mái ấm, nhưng anh nói mà anh chưa làm được, anh bỏ lại bốn mẹ con rồi ra đi. Đau đớn nhất khi những đứa trẻ lại không tin đó là sự thật và cho rằng bố tiến chưa mất đâu, bố đi làm xa ở đâu để kiếm tiền mua quần áo, sách vở cho con thôi. Mẹ nói dối con là bố đi làm như thế thôi. Mới đây Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế đã có văn bản về kết quả hỗ trợ xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Sau vụ vỡ đập bùn thải quặng kẽm chỉ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. 10 mẫu nước được lấy trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa chuyển đi xét nghiệm 8 thông số nhóm A và 29 thông số kim loại vi sinh nhóm B để đánh giá nguy cơ nhiễm kim loại nặng từ nước tuyển quặng. Kết quả cho thấy 10 trên 10 mẫu nước đều không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ở các thông số hóa lý và thông số vi sinh. Trên cơ sở đó, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường khuyến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng, hướng dẫn người dân khử trùng và sử dụng nước sinh hoạt an toàn. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đã xảy ra vụ vỡ bờ đập bùn thải quặng kẽm trì của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. Vụ việc đã khiến hơn 1.000 tấn bùn thải quặng trì kẽm cùng hóa chất đi kèm tràn ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, môi trường và đe dọa đời sống, sinh kế của hàng trăm hộ dân tại hai tỉnh Tuyên Quang và Bắc Cạn. Những người dân tại một số xã của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã phản ánh nguồn nước suối bắt nguồn từ huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn chảy qua địa bàn xã có màu nâu, mùi lạ bất thường, nước chảy tới đâu, xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt đến đó khoảng 300 trên 600 hộ dân của xã Bình Phú bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập bùn thải với 29 tấn cá lồng bị chết, hàng chục hecta đất canh tác bị vùi lấp, ước tính thiệt hại sơ bộ trên 3 tỷ đồng. Sau vụ việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tới hiện trường kiểm tra, làm việc với các bên liên quan và hai lần tiến hành lấy mẫu nước tại các khu vực bị ảnh hưởng để xét nghiệm. Hiện tại, người dân các xã Bình Phú, Phú Bình, Yên Lập của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đang hết sức lo lắng cho sức khỏe trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất và nhiễm độc quạng chỉ kém. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NHC đang theo dõi 3 hệ thống ở Đại Tây Dương, bao gồm một cơn bão lớn đang tiếp tục mạnh lên. Theo dự báo báo mới nhất của NHC, báo cước hiện là báo cấp 4 trong thang báo Sapphire Simpson 5 cấp và dự kiến sẽ mạnh hơn nữa thành siêu bão. Trong khi cước dự kiến sẽ vẫn ở trên vùng biển rộng, thì sóng lớn từ cơn bão được dự báo sẽ tràn vào bờ biển phía đông của Mỹ và Bahamas vào ngày mùng 6 tháng 10 với cấp độ đe dọa tính mạng và dòng chảy nguy hiểm. Cước được dự báo sẽ trở thành siêu bão thứ ba kể từ ngày 25 tháng 9 sau siêu bão Helen và Isaac. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1851 Đại Tây Dương có ba siêu bão trong khoảng hơn một tuần. Ngày mùng 3 tháng 10. Tổng thống Joe Biden đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tallahassee trên đường đến Perry, Florida để tận mắt chứng kiến sự tàn phá do siêu bão Helen gây ra. Cực sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới. Sức gió bão nhiệt đới lan ra xa tới 300 km từ tâm bão. Trong khi đó, bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trong tháng 10 này trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ Trung bình nhiều năm trên biển Đông có khoảng hai cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó một cơn đổ bộ vào đất liền nước ta. Đáng chú ý trong tháng 10, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, mưa rông trên phạm vi cả nước có thể kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, rông lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực biển Đông. Mưa lớn, rông mạnh kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Ngày mùng 3 tháng 10, Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, Con Tum đã có quyết định kỷ luật khiển trách một giáo viên vì uống rượu trước giờ lên lớp. Ngày 30 tháng 9, người dân xã Ngọc Lây đã phản ánh với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tumorong về việc ông A Lê, giáo viên của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học, trung học cơ sở xã Ngọc Lây uống rượu trong giờ hành chính. Tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Tumorong đã giao phòng nội vụ phối hợp phòng giáo dục đào tạo huyện tiến hành xác minh xử lý. Phòng giáo dục đào tạo huyện Tumorong đã ra soát và xác định người bị phản ánh là giáo viên A Lê. Thầy A Lê cũng đã có bản kiểm điểm gửi ban giám hiệu và công đoàn nhà trường. Theo thông tin ban đầu, vào tối 24 tháng 9, gia đình thầy A Lê có một con trâu bị chết. Phong tục tập quán của bà con địa phương xem đây là điều không tốt nên nhiều người đến hỏi thăm chia sẻ. Sáng 25 tháng 9, sau khi lên lớp hai tiết đầu ở trường, do có bà con ở xa đến chơi nên thầy A Lê về nhà và uống rượu với họ. Sau đó thầy A Lê lên đứng lớp dạy hai tiết cuối tại khối lớp 4. Việc thầy sử dụng rượu bia trong giờ hành chính đã bị người dân phản ánh với cơ quan quản lý. Ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học, trung học cơ sở xã Ngọc Lây xác định việc uống rượu trong giờ hành chính trước thời điểm lên lớp giảng dạy của ông A Lê là sai quy định. Ông A Lê chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc. Ngày 3 tháng 10, lãnh đạo trường trung học phổ thông Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng thông báo đã hoàn trả tiền thưởng cho gần 700 học sinh giỏi khối 10 và khối 11 của năm học 2022-2023. Trước đó, vào tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nhận được phản ánh về việc ông Nguyễn Bá Hảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng đã cho 654 học sinh giỏi khối 10 và khối 11 năm học 2022-2023 ký nhận tiền thưởng, mỗi em là 200.000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế các em chỉ nhận được 20 cuốn vở với giá trị thị trường chỉ khoảng 6.000 đồng mỗi quyển. Điều đáng nói là loại vở này hiện nay rất khó tìm trên thị trường do giấy quá mỏng và ít người sử dụng. Phản ánh của học sinh và phụ huynh cho rằng nếu quy đổi số vở trên thì số tiền thực nhận ít hơn 200.000 đồng. Vì thế, các phụ huynh mong muốn con em được nhận số tiền còn lại. Phụ huynh đã có ý kiến với nhà trường, tuy nhiên không nhận được câu trả lời thỏa đáng, khiến phụ huynh bức xúc trong thời gian dài. Vào tháng 6, trước phản ánh của các giáo viên, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng xác minh và kết luận ông Hảo có hợp đồng số tiền mua vở là 138,4 triệu đồng. Số lượng 13.840 cuốn vở với đơn giá 10.000 đồng một cuốn. Ông Hảo trực tiếp quyết định và thực hiện mua vở không đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng kết luận việc cho học sinh ký nhận tiền mặt mà nhận vở là không đúng theo hồ sơ thanh toán. Do đó, yêu cầu ông Hảo phải hoàn trả toàn bộ số tiền 138,4 triệu đồng cho những học sinh đã ký nhận tiền nhưng lại được nhận vở. Điều đáng nói, ông Hảo lại yêu cầu học sinh mang vở đã nhận thưởng nguyên đai nguyên kiện từ 2 năm trước đến đổi tiền, khiến nhiều học sinh không đổi được và bức xúc. Bên cạnh đó, kết luận của thanh tra sở cho thấy ông Hào có hàng loạt vi phạm khác về tài chính như tự đặt ra quy chế chi tiêu nội bộ, vi phạm trong mua sắm tài sản, thiết bị dạy học, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất không đúng quy định về đấu thầu, có nhiều khuất tất trong thực hiện thu chi liên quan lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường hoàn trả hơn 138 triệu đồng cho học sinh. Đồng thời, sở cũng yêu cầu nhà trường chấm dứt việc phát thưởng cho học sinh với hình thức ký nhận tiền mặt nhưng lại phát hiện vật. Tối mùng 3 tháng 10, đại tá Trần Xuân Ánh, giám đốc công an tỉnh Thái Bình xác nhận. Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam ông Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1970. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà. Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, lạm quyền trong khi thi hành công vụ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ngày 3 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở, ông Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1970, trú tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 1, điều 360 Bộ luật hình sự. Quy định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Động thái trên là diễn biến mới nhất liên quan đến các sai phạm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà thời gian qua và nhiều xã khác trong huyện vi phạm về quản lý đất đai đang được công an huyện Hưng Hà thụ lý mở rộng điều tra. Trước đó, cũng tại huyện Hưng Hà, ngày 11 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Bình do có sai phạm trong công tác trong thời kỳ làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà. Ông Nguyễn Xuân Dương từng làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà và được điều động bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Bình từ tháng 10 năm 2022. Hồi tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và ba người khác liên quan vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Các bị can gồm Đường Khắc Thủy, sinh năm 1965, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An Trần Hữu Dũng, sinh năm 1981, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng An Nguyên công chức địa chính xã Hồng An Trần Ích Vinh, sinh năm 1964, Bí thư tri bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An Trần Quang Bảo, sinh năm 1964, trưởng thôn Bắc Sơn, xã Hồng An Và Đường Thị Hoa, sinh năm 1968, tri hội trưởng tri hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An Quá trình điều tra xác định, năm 2018, các bị can nêu trên đã vượt quá quyền hạn được giao, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền hơn 221 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục điều tra